À, xin chào cô chú anh chị các bạn, luật sư Ngọc đến cô chú anh chị. Trinh ơi. Dạ em chào chị. Chào luật sư. Xin chào cả nhà thì chào luật sư An. Đến nhà của chị Loan cả nhà. Dạ chào luật sư. Đóng cửa rồi. À, cô chú anh chị, cô chú anh chị đều nói chung là luật sư Ngọc và luật sư An cũng đã đến nhà chị Hồng Loan, cô chú anh chị. Buổi trưa ngày hôm nay thì nói chung là luật sư Ngọc đến đây cũng đi thẩm định vụ miếng đất ngày hôm qua. Nói chung là chị Hồng Loan đi rồi mà còn có anh Hải ở nhà, cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị, luật sư đến là bằng chuyện rất là quan trọng nha cô chú anh chị. Thì hôm nay sáng thì luật sư Ngọc cũng viết lên kênh hội sơ tết của mình đó cô chú anh chị và các bạn, cũng như các thông tin mà để thằng cho biết theo buổi sáng cô chú anh chị. Đấy, xe của luật sư Ngọc này nha. Nói chung là luật sư Ngọc hồi sáng cũng có biết cái sự tết ở trên của mình, nó ý nghĩa đến cái vụ án này cũng rất là lâu nha cô chú anh chị, đến khoảng tầm 2014 cô chú 24 cô chú anh chị cũng mới ký được kết thúc của chú nhiều các bạn. Chị Hồng Loan thì cũng vừa đi ra ngoài, chị Hồng Loan cũng vừa đi ra ngoài cô chú anh chị. Đi từ sáng giờ để đóng bộ phim, thì nói chung là không có chị Loan ở nhà thì chỉ có luật có anh Hải Thành Mỹ ở nhà thôi cô chú anh chị. Nói chung là luật sư Ngọc muốn gặp khi sang cũng đến gặp chị anh Hải trước cô chú anh chị, chưa có chị Loan ở nhà để cũng có thông tin thì luật sư cũng mới vừa bên trong để nắm bắt những tình hình mới của chú anh chị các bạn. Đó. Rất là căng, thì bên trong là có một tài xế nằm ở đứng ngồi ở trong của chú anh chị các bạn, nó như cơn rét luôn. Thì bên trong là có một tài xế ở trong nha. Thì nói chung là có chuyện gia đình cũng bí mật của chú anh chị để không có đóng cửa, là không có thể là tiết lộ kỹ rõ của chú anh chị các bạn. Tình hình rất là căng luôn nha. Nói chung là chị không lo đi đóng phim rồi của chú anh chị, thì ở nhà luật sư vừa đến luôn của chú. Đây là chiếc xe luật sư ăn này, của luật sư Ngọc cả nhà. Đây là nhà gì luôn, chắc vào trong cũng rất là lâu để lấy những thông tin đó của chú anh chị. Thank you.
quý anh chị ha, đã quay trở lại với lại những anh em YouTube của tụi em. Thì sáng hôm nay là ngày 16 tháng 11, tụi em đang có mặt ở tại nhà của chị Hồng Loan. Thì cập nhật một tí xíu thông tin về nhà của chị Hồng Loan buôn bán ha quý cô chú anh chị. Thì cũng sơ lược về một tí xíu về luật sư Nguyễn Thiết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân của công ty luật trách nhiệm Tâm Quang ha quý cô chú anh chị. Thì ở đây có luật sư Ngọc có một cái bài đăng và mến chào cả nhà buổi sáng tốt lành. Luật sư nhận được nhiều sự quan tâm lo lắng về những sự việc diễn ra mấy ngày nay xung quanh Loan, có cả người trách móc sau ngày qua 15 tháng 11 2023 âm lịch xem xét thẩm định nhất Thủ Đức, đất ở Thủ Đức mà luật sư bỏ Hồng Loan một mình, chấm hỏi và chấm than ha quý cô chú. Buổi sáng tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ, vui vẻ, thả tim. Một, hôm qua ngày 15 tháng 11, 2023, có luật sư Nguyễn Trọng Ân đi cùng Võ Thị Hồng Loan và có Nina Nasi Nguyễn. Chị Ni đến trễ do kẹt xe nên Ni đến thẳng ủy ban phường để ký biên bản làm việc. Luật sư Ngọc có mặt vì hôm qua có lịch làm việc ở trại giam tạm giam vụ án hình sự khác. Lúc luật sư Tâm Quan đồng hành, Loan chưa bao giờ một mình trong tất cả mọi việc nên cả nhà yên tâm nhé. Cái này là chị Ngọc chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Những việc liên quan đến các anh chị yêu thương Loan đã xảy ra hơn ai hết. Loan là người buồn nhất nên mong cả nhà hãy để câu chuyện giải quyết theo cách tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ qua. Điều gì tốt đẹp vẫn mãi là tốt đẹp, bởi chân lý vẫn là điều xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Câu nói này luật sư Ngọc nói rất hay nha quý cô chú anh chị. Tòa án sẽ giải quyết vụ án của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua việc xét xử công khai, có thể sẽ đến quý 1, 2 năm sau đến 2024 mới giải quyết xong. Vì vậy mọi người yêu thương hãy bình tâm chờ đợi và theo dõi thông tin kết quả. Cộng đồng mạng đã có niềm tin khi ủng hộ lẽ phải, ủng hộ Hồng Loan. Đừng nao núng trước 1% những bài viết, những lời bình luận góp móp méo sự thật, làm lung lay ý chí. Luật sư hiểu mọi người thương Loan đến bức xúc vì không hiểu sao, nhưng yêu cầu bất hợp lý của họ lại được xem xét giải quyết và mất quá nhiều thời gian, làm ảnh hưởng cuộc sống của Hồng Loan. Nhưng với những gì thực tế, căn cứ pháp lý bảo vệ Hồng Loan, luật sư mong mọi người đừng lo lắng hoang mang, đừng bị ảnh hưởng bởi những lời ngồi bút viết thuê. Đang mỗi ngày một chút cố gắng định hướng dư luận theo hướng lệch lạc mà họ mong muốn. Câu nói này luật sư nói là rất là chuẩn luôn nha quý cô chú. Hãy chờ đợi kết quả giải quyết của tòa án. Luật sư không thể thông tin chi tiết từng bước sang giải quyết những tất cả những gì có thể chứng minh để bảo vệ Hồng Loan, vì chúng tôi vẫn đang và sẽ giải quyết thực hiện. Trân trọng và yêu thương ngày 16 tháng 11 2023 hai quý cô chú anh chị. Cái này là của luật sư Tiết Ngọc đã viết lên và gửi tới cho quý cô chú anh chị mình nghe. Đây là một bài viết ở trên Facebook nha cả nhà. Thì qua những cái sự việc này cả nhà cũng biết ha.